Công ty Ino xin chào. Hôm nay Ino sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm đo áp suất của hãng Eplisen. Eplisen là một hãng của Ba Lan và công ty Ino đang là đại diện tại Việt Nam. Hãng Eplisen chuyên về các thiết bị đo lưu lượng nhiệt độ áp suất. Nếu các bạn có nhu cầu về các thiết bị đo lưu lượng nhiệt độ áp suất, hãy liên hệ ngay với Ino để được tư vấn và hỗ trợ báo giá. Xin cảm ơn tất cả các bạn.